Theo NASA, ngày 26 tháng 9 năm 2022 vừa qua, Mộc Tinh, hành tinh lớn nhất hệ mặt trời đã ở vị trí gần trái đất nhất trong vòng 59 năm trở lại đây. Không những vậy, hành tinh khí khổng lồ này còn nằm ở vị trí nghịch pha với mặt trời theo hướng nhìn từ trái đất, khiến sự kiện này càng trở nên thú vị hơn. Hiện tượng nghịch pha với mặt trời của Mộc Tinh xảy ra khi mặt trời, trái đất, Mộc Tinh thẳng hàng, trong đó trái đất nằm ở giữa hai thiên thể còn lại với chu kỳ ước tính khoảng 13 tháng một lần. Hiện tượng này thường rất hiếm khi xảy ra đồng thời với sự kiện hành tinh khí khổng lồ tiếp cận gần trái đất nhất với khoảng cách bằng khoảng 590 triệu km. Còn được gọi là điểm cận địa, nhưng lần vừa rồi, hiện tượng nghịch pha lại diễn ra vào ngày 26 và điểm cận địa lại xảy ra vào ngày 25. Điều này khiến Mộc Tinh trở nên sáng và lớn hơn một cách lạ thường trên bầu trời trái đất, thậm chí, tại thời điểm đó, người ta còn có thể dễ dàng phát hiện nó bằng mắt thường giữa muôn vàn các vì sao của vũ trụ. Còn để quan sát được những đặc tính đặc trưng của gã khổng lồ này, mọi thứ bạn cần là một chiếc kính thiên văn cỡ nhỏ và một địa điểm quan sát thoáng đãng. Mặc dù sự kiện hy hữu này đã đạt đỉnh điểm cách đây vài hôm, nhưng những người yêu vũ trụ vẫn có thể theo dõi sự tráng lệ hiếm có của Mộc Tinh thêm vài ngày nữa.